Hello and welcome back to Unit 8 Sports and Games And the lesson today is Closer Look 2 We focus on grammar part Các em mời chúng ta quay trở lại với bài 8 Và bài học hôm nay chính là phần Closer Look 2 Mình tập trung chủ yếu vào phần ngữ pháp thôi Nào trong uh, phần ngữ pháp uh, của bài học ngày hôm nay Thì chúng ta sẽ học một cái phần uh, thì rất là quan trọng uh, Đó chính là phần thì quá khứ đơn các em ạ Part simple quá khứ đơn Past Simple quá khứ đơn. À, cô nhấn mạnh lại là bởi vì khi mà mình học thì mình cần phải biết tên của cái thì đấy bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt nhé. Nào, khi mà mình học bất kỳ một thì gì thì uh, như thường lệ chúng ta sẽ phải lưu ý đến ba vấn đề của uh, các cái thì. Đó chính là cấu trúc này, cách sử dụng và dấu hiệu nhận biết. Hay chúng ta còn gọi là form, usage and signal words. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu trúc của thì quá khứ đơn, các em ạ Alright, the first is about the form of past simple tense. Um, trong cái phần cấu trúc này thì mình lại chia ra làm hai phần. Đó là cấu trúc với động từ to be là cái đầu tiên. Tại sao? Bởi vì uh, nó sẽ có những cái sự khác nhau giữa động từ to be với cả động từ thường. Đối với động từ to be, uh, mình xem xét ở dạng câu khẳng định trước các em nhé. Trong dạng câu khẳng định thì chúng ta sẽ có chủ ngữ. Ví dụ các ngôi I, he, she, it thì chúng ta cho về một nhóm này. Bởi vì bốn cái ngôi này nó sẽ giống nhau là cùng sử dụng cái động từ to be đó là was. Em đọc cho cô was. Was. Còn những cái ngôi you, we, they thì người ta sẽ sử dụng động từ to be là were. Rồi. Và chúng ta có ví dụ là she was ill yesterday. She was ill yesterday. Ngày hôm qua cô ấy bị ốm, was ill. They were here last night. Họ ở đây vào đêm hôm qua đó thì đối với dây thì mình dùng were đối với she thì mình dùng was và yesterday và last night là hai cái trạng từ chỉ thời gian đối với câu phủ định thì sao câu phủ định thì mình chỉ cần thêm not vào đằng sau động từ to be thì chúng ta có was not sẽ được viết tắt là wasn't còn were not thì viết tắt đọc chữ này là weren't các em lưu ý nhé cô đọc lại này wasn't còn đây là weren't và câu ví dụ sẽ là She wasn't ill yesterday Và they weren't here last night Đó. Cô phủ định lại chính cái câu ví dụ ở bên trên Tiếp theo câu nghi vấn thì sao nhỉ? Câu nghi vấn thì chúng ta sẽ đảo cái trợ động từ lên đầu câu Nó chính là động từ to be trong trường hợp này Và mình sẽ có là was chỗ này là I, she, he, it ở đây Vân vân đằng sau đó là một cái cụm gì Nó tùy thuộc vào cái ngữ cảnh Uh, Woo này, you with gì đó. Uh, cô sẽ biến cái câu ví dụ đây thành đã, dạng câu nghi vấn này. Was she ill yesterday? Cô ấy bị bệnh ngày hôm qua hả? Cô ấy bị ốm ngày hôm qua hả? Were they here last night? Họ ở đây vào đêm hôm qua. Hả? Đó thì đây chính là cái um, cái cái cấu trúc với động từ to be của dạng uh, câu ở thì quá khứ đơn. À cô lưu ý một chút nữa này Đối với cả cái câu hỏi như thế này Thì cách trả lời của mình như thế nào à, Nếu mà em muốn trả lời Ở dạng khẳng định Thì mình sẽ là yes He này She này It và I thì sẽ là was Còn trả lời theo kiểu phủ định là no Thì sẽ là he She It hoặc là I wasn't. Rồi thế bây giờ với ngôi kia thì sao? À với ngôi you, we, they thì rất đơn giản. Mình sẽ thay cái was này chính là bằng were. Yes. Thế còn kia sẽ là no. You, we, they weren't. Đó, thì đây chính là cái cách trả lời đây chính là cái cách trả lời cho cái câu hỏi nghi vấn à, ở dạng ở, ở cái thì thì quá khứ đơn mà chúng ta đang học ở... ok rồi tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ sang à, cái cấu trúc của thì quá khứ đơn với động từ thường các em nhé là mình lại xét là ba dạng này câu khẳng định câu khẳng định thì chúng ta có chủ ngữ à lần này thì cô lại không có chia nhóm nữa bởi vì sao bởi vì là cái ngôi nào thì cái động từ nó cũng sẽ được chia giống nhau mà thôi em nhớ nhé bởi vì với động từ thường thì cái ngôi nào cũng sẽ chia theo cách giống nhau à, chúng ta có chủ ngữ cộng với động từ mà thêm ed hoặc là v2 à v2 ở đây là những cái động từ bất quy tắc nó không có quy tắc và em không phải thêm ed mà là đúng em sẽ phải học thuộc cái bảng động từ bất quy tắc đó mình có ví dụ như sau he finished his homework yesterday anh ấy hoàn thành bài tập về nhà ngày hôm qua và động từ ở đây chính là từ finished và động từ này nó là động từ Uh, có quy tắc, có quy tắc thì mình chỉ cần thêm id thôi. We bought a car last month. Chúng tôi mua cái ô tô vào tháng trước. thì động từ bought ở đây nó chính là cái dạng uh, quá khứ của động từ buy và đây là động từ bất quy tắc thì em sẽ phải học thuộc. rồi câu phủ định, câu phủ định chúng ta có là chủ ngữ này cộng với did not mà did not thì viết tắt nó là didn't và cộng với cả động từ nguyên thể. Ok, thì cô sẽ phủ định lại hai câu trên nhé. Nó sẽ là he didn't finish his homework yesterday. Đó, mình thêm didn't vào đây và finish ở đây thì mình giữ nguyên, mình bỏ đi đi đi. Còn câu bên dưới là we didn't buy. Đó, thì không còn cái từ bought này nữa mà là buy a car last month. Và câu nghi vấn thì sao? À, câu nghi vấn thì chúng ta hãy đảo cái động từ lên uh, phía trước của câu. Và trợ động từ, cô xin lỗi, đảo trợ động từ. Và trợ động từ trong trường hợp này nó chính là did. Chúng ta dùng did này với tất cả các ngôi. Did cộng chủ ngữ cộng động từ ở dạng nguyên thể. Và chúng ta có câu là Did he finish his homework yesterday. Lưu ý là ở câu phủ định và câu nghi vấn thì động từ lại trở về dạng nguyên thể các em nhé. Mình không có được thêm id hay là biến đổi nó đi đâu. Ở dạng câu phủ định và câu nghi vấn thì động từ lại trở về dạng nguyên thể. Uh, did he finish his homework yesterday này? Did you buy a car last month? Đó. Và câu trả lời đối với cả cái câu nghi vấn ở dạng này là gì? Chúng ta trả lời theo kiểu uh, khẳng định sẽ là yes. Các cái ngôi vẫn như thế did và no tất cả các ngôi sẽ là didn't. Thì đây chính là cấu trúc của thì quá khứ đơn uh, với động từ thường các em ạ. Nó, ngay bây giờ mình đã tìm hiểu xong cấu trúc rồi nhỉ. Mình sẽ tìm hiểu xong cách thành lập động từ trong quá khứ đã bởi vì vừa nãy cô nói rất nhiều đến cái động từ có quy tắc rồi động từ bất quy tắc có thể một số em chưa hiểu thì bây giờ mình sẽ hiểu kỹ hơn này động từ có quy tắc trong tiếng anh được gọi là regular verbs và khi mình biến nó sang cái động từ ở dạng quá khứ thì các em sẽ thêm ed vào sau động từ nguyên mẫu ví dụ chúng ta có những động từ là từ watch này các em thêm ed là watched arrive arrived work worked stop stopped phone phoned study studied play played lưu ý một chút xíu là ở chỗ study này nếu nó là đuôi y dài nhưng trước đó là một phụ âm cô nói lại nếu động từ có đuôi y dài nhưng trước đó là một phụ âm